Cô thân ái chào mừng tất cả các con đã đến với khóa học tiếng Việt lớp 2 trên trang web olm.vn của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Các con thân mến, trong bài tập đọc trước, các con đã học bài Người Thầy Cũ và qua đó thấy được tình cảm của học trò đối với thầy giáo cũ của mình. Hôm nay, chúng ta sẽ vào với một bài đọc mới, đó là bài Cô giáo lớp em để thấy được tình cảm của các bạn học sinh hiện tại đối với cô giáo của mình như thế nào nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ vào phần luyện đọc. Với bài này, các con chú ý đọc với giọng nhẹ nhàng, dịu dàng và tràn đầy tình cảm. Bây giờ cô sẽ đọc mẫu một lượt, các con cùng theo dõi. Cô giáo lớp em. Sáng nào em đến lớp cũng thấy cô đến rồi Đáp lời chào cô ạ Cô mỉm cười thật tươi Cô dạy em tập viết Gió đưa thoảng hương nhài Nắng ghé vào cửa lớp Xem chúng em học bài Những lời cô giáo giảng Ấm trang vở thơm tho Yêu thương em ngắm mãi Những điểm mười cô cho một bài thơ rất tình cảm đúng không các con bây giờ chúng ta sẽ vào phần chú thích trong bài này cô có hai từ ngữ cần các con chú ý đầu tiên đó là ghé ghé nghĩa là nhìn ngó từ thứ hai đó là nhìn kỹ nhìn kỹ là nhìn mãi vì yêu thích tiếp theo chúng ta sẽ vào phần bố cục Bài thơ này chúng ta có 3 khổ, vậy theo các con, chúng ta sẽ có mấy phần? À đúng rồi, các con trả lời rất chính xác, chúng ta có 3 phần. Phần 1 tương ứng với khổ 1 có nội dung cô giáo lớp em. Phần 2 tương ứng với khổ 2 cô dạy em viết. Và phần 3 tương ứng với khổ 3 có nội dung tình cảm của học sinh đối với cô giáo. Bây giờ chúng ta sẽ vào tìm hiểu chi tiết Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu phần 1. Cô giáo em. Nhiệm vụ của các con trong phần này đó là các con hãy đọc khổ 1 và cho cô biết con biết điều gì về cô giáo sau khi đọc xong khổ thơ này. À đúng rồi, chúc mừng các con, các con đã trả lời rất chính xác. Các con thấy rằng trong khổ thơ thứ nhất, sáng nào em đến lớp cũng thấy cô đến rồi đáp lời chào cô ạ cô mỉm cười thật tươi ở khổ thơ này chúng ta thấy được rằng cô giáo là người rất chịu khó bởi vì sáng nào đến lớp thật sớm cũng đã thấy cô đến rồi điều này chứng tỏ cô giáo đã đến lớp rất sớm đúng không các con tiếp theo chúng ta còn thấy được rằng cô giáo là người rất thân thiện bởi vì mỗi lần các bạn chào cô cô đều mỉm cười thật tươi qua những chi tiết thể hiện cô giáo chịu khó và cô giáo thân thiện cô muốn các con phát hiện thêm một điều nữa về cô giáo ở trong khổ thơ này đó là gì nhỉ à đúng rồi đó chính là cô giáo rất yêu học sinh của mình Đọc những từ ngữ thân thương ở trong khổ thơ thứ nhất, các con có thể dễ dàng thấy được phải là một cô giáo rất yêu học sinh của mình thì cô mới mỉm cười thật tươi đáp lại lời chào, đồng thời cũng thể hiện tình yêu thương của mình đúng không các con? Như vậy qua khổ thơ đầu tiên, các con thấy rằng cô giáo rất yêu học sinh của mình. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu sang phần 2 để xem xem cô giáo dạy các bạn học sinh viết như thế nào nhé. Chúng ta sẽ sang phần 2. Cô dạy em tập viết. Các con hãy đọc khổ 2 và tìm những hình ảnh đẹp trong lúc cô dạy các bạn học sinh viết nhé. À đúng rồi, con thấy rằng ở trong khổ 2, cô dạy em tập viết. Gió đưa thoảng hương nhài, nắng ghé vào cửa lớp xem chúng em học bài. Ở trong khổ thơ này, chúng ta thấy được có hình ảnh đó là gió đưa thoảng hương nhài. Còn hình ảnh nào nữa các con? Đó là hình ảnh nắng ghé vào cửa sổ xem chúng em học bài. cô dạy các bạn học sinh tập viết vô cùng thân thương và trong cái khung cảnh thân thương ấy chúng ta tìm thấy những hình ảnh vô cùng đẹp đẽ đúng không nào đó là hình ảnh gió đưa thoảng hương nhài đó là hình ảnh nắng ghé vào cửa sổ xem các bạn học sinh học bài một không gian vô cùng đáng yêu và đẹp đúng không các con Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào khổ thơ thứ ba để xem xem tình cảm của các bạn học sinh đối với cô giáo như thế nào nhé. Phần 3 tương ứng với đoạn 3 tình cảm của học sinh. Nhiệm vụ của các con trong phần cuối cùng này đó chính là tìm những từ ngữ ở khổ thơ thứ ba nói lên tình cảm của các bạn học sinh đối với cô giáo. Chúc mừng các con! Cô tin rằng câu hỏi này không thể làm khó được các con đúng không nào? Ở khổ thơ thứ ba, những lời cô giáo giảng, ấm trang vở thơm tho, yêu thương em ngắm mãi, những điểm mười cô cho. Ở trong khổ thơ này chúng ta thấy các bạn học sinh rất yêu quý cô giáo của mình. Được thể hiện qua các từ ngữ đó là những lời cô giảng thí ấm trang vở thơm tho yêu thương em ngắm mãi những điểm mười cô cho tại sao những lời cô giáo giảng lại ấm trang vở thơm tho à qua hai dòng thơ này tác giả muốn nói lên điều gì tác giả muốn thể hiện rằng những lời cô giáo giảng là tràn đầy tình yêu thương, là vô vàn những tri thức, những kiến thức vô cùng bổ ích và quý báu, cung cấp cho các bạn học sinh để các bạn có được tri thức và khám phá những chân trời tri thức mới. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi tiếp theo nhé. Các con hãy tìm những tiếng cuối dòng có vần giống nhau ở khổ thứ hai và khổ thứ ba các con cùng nhìn vào khổ thơ thứ hai ở trong sách nhé chúng ta thấy rằng ở trong khổ thơ thứ hai sẽ có hai tiếng ở cuối dòng thơ có vần giống nhau đó là tiếng nhài và tiếng bài đến khổ thơ thứ ba chúng ta cũng có hai tiếng ở cuối dòng có vần giống nhau đó là tiếng tho và tiếng cho đúng không nào các con đó là cách gieo vần trong thơ chúng ta đã biết đến cách gieo vần trong thơ ở trong bài mít làm thơ khi mà hoa giấy dạy mít làm thơ đúng không các con hoa giấy nói rằng làm thơ thì phải có vần tuy nhiên vần thì phải có nghĩa và ở trong bài thơ này chúng ta thấy rằng những từ hiệp vần ở trong bài thơ hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của một bài thơ đúng không nào ở trong bài thơ này chúng ta thấy rằng những tiếng để hiệp vần đều có nghĩa và nó làm cho bài thơ trở nên dễ thuộc, hay hơn, hấp dẫn hơn và giàu sức biểu đạt hơn đúng không các con? Các con thân mến, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cả 3 phần tương ứng với ba đoạn của bài thơ cô giáo lớp em. Qua đây các con sẽ thấy được điều gì? à chúng ta sẽ thấy rằng bài thơ thể hiện tình cảm yêu mến của bạn học sinh đối với cô giáo của mình đó cũng chính là nội dung trong phần tổng kết của bài tập đọc ngày hôm nay các con thân mến chúng ta ai cũng có những người thầy người cô vô cùng đáng kính và hết lòng yêu thương chúng ta đúng không các con Cô tin rằng các con cũng sẽ yêu thương thầy cô, trân trọng thầy cô và biết ơn thầy cô như bạn nhỏ ở trong bài thơ này đúng không nào? Để thể hiện lòng biết ơn ấy, các con hãy cố gắng chăm chỉ học tập, rèn luyện để đạt được những kết quả tốt nhất để cha mẹ, để thầy cô vui lòng các con nhé. Bài tập đọc của chúng ta hôm nay đến đây cũng đã kết thúc các con về nhà học thuộc lòng bài thơ và ghi nhớ nội dung của bài thơ các con nhé cảm ơn tất cả các con vì đã học bài thật chăm chỉ hẹn gặp lại các con trong những bài học lần sau